cái nó bị mốc này. Đấy, anh lấy cái khác nhé. Đây, tất cả nó bị mốc hết này, phía trong. Đấy, nên là khi mà làm đi sản xuất ấy là phải chú ý là phun sơn nó sẽ không vào bên trong được, cho nên là phải dùng cái chổi này này. Đấy, to này hoặc là nhỏ hơn một tí, sau đó là dùng keo chấm vào keo này này, bảo này vào lau. Khi lau vào thì keo nó phủ kín hết bên trong này, ở những cái khe còn hở này này, thấy không? Dùng đi, quét lại lần nữa. Đấy, thì nó sẽ kín hết sạch cái khe luôn, cái sơn này nó cũng dính, nó có tác dụng như keo ấy, thì nó làm cho cái khe hở nó dính chắc hơn. Đấy, xong rồi lau đi. Ở trên mép này này, để ý phía trên này, nếu như mà nó vẫn còn chưa có đều ấy thì để cái chổi này quét qua như này. Đấy, sơn nó cũng sẽ lấp kín hết cái lỗ phía trên luôn. Rồi nếu như mà nó tràn ra 4 mép xung quanh này này. Đấy, thì lấy cái khăn lau khô bốn cạnh này. Đấy, xong. Okay.